ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món cơm chiên Dương Châu. Món này thì mọi người cũng không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không? Hôm nay Dâu sẽ chỉ mọi người một bí quyết, đó là cách chiên cơm sao mà vàng đều và đẹp nha mọi người. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có thau cơm. Cơm này mình đã để tủ lạnh qua đêm rồi nha mọi người, để cái hạt cơm nó tơi với nó rời ra nên mình dễ chiên, và chiên cơm nó sẽ ngon hơn. Hành lá, một ít tôm khô, lạp xưởng, chả lụa, đậu que, cà rốt, hai cái trứng nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên thì mình sẽ trộn cơm với hai quả trứng nha mọi người. Đây chính là bí quyết để cơm vàng đều và đẹp nha mọi người. Mọi người nhớ trộn cơm cho thật là đều lên. Việc mà Dâu bỏ cơm vào tủ lạnh á, mọi người có thể thấy nè, cái hạt cơm á, nó do nó lạnh quá mọi người cho nên nó sẽ tơi ra như thế này. Nó tơi từng hộp cho nên mình sẽ dễ chiên và dễ trộn hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế nguyên liệu nha mọi người. Tất cả những nguyên liệu này chúng ta đều xắt hạt lựu hết nha. Khi đã sắc hết hộp lựu như thế này thì mình đã có một mâm nguyên liệu với đầy đủ màu sắc rồi nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiên cơm nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ bỏ tôm khô vào nha mọi người. Sau đó chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những nguyên liệu mà mình sắc hạt lựu hồi nãy nha mọi người. Mọi người chiên cơm chiên thì nhớ lưu ý là không nên phi hành tỏi ăn chung với trứng nha mọi người. Tại vì tỏi với trứng nó kết hợp với nhau thì lâu ngày nó sẽ tích trữ cái độc tố bên trong cơ thể mình á, nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Tiếp theo mình sẽ bỏ hành lá vào nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị nha mọi người. Mình sẽ cho một ít hạt nêm, một ít muối, thời khắc quan trọng đây mọi người, đổ cơm vô chiên nha. Cơm mà khi trộn với trứng á, mọi người có thể thấy nè, sau khi mà mình chiên nó ráo được một tí thì nó sẽ ánh lên một cái màu vàng nhẹ như thế này nha mọi người. Mọi người thấy ở ngoài tiệm á, người ta chiên cơm chiên Dương Châu cái màu vàng ơi là vàng á, là cái đó là một là người ta bỏ chất tạo màu, hai là người ta bỏ trộn bột á, cho nên là cái màu nó sẽ đậm hơn. Ở đây mình làm màu tự nhiên nha mọi người. Cái nãy mình quay gần á cho nên mọi người chắc không thấy được màu vàng đâu, mọi người sẽ thấy nó màu trắng nhiều hơn. Ở này mình quay xa xa xíu để cho mọi người thấy thì nó có một màu vàng nhẹ nhẹ nha mọi người. Cơm của mình đã chín rồi nè mọi người, bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí nha. Vậy là dĩa cơm chiên Dương Châu của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Mọi người thấy bí quyết làm vàng cơm của mình có đơn giản không nè? Bạn nào có biết rồi á thì coi clip cho vui ha. Còn bạn nào chưa biết thì có thể xem một cái này là một cái mẹo cho mình ha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thành công với món này. Hy vọng mọi người sẽ thích cái video này, đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người. Nếu mọi người có muốn yêu cầu nấu món gì thì comment bên dưới giúp mình nha.